xung quanh. Đó là gì nhỉ? Đáp án là gì mới đến nhỉ? Đây này. Đáp án là gì đây? Nhìn lý thuyết đúng không? Thì đây là fx này. Y bằng 0 mà y bằng 0 là trục OX mà mấy đứa, đúng không? X bằng 0 y bằng 2, vậy công thức mình là đáp án B. Hiểu vấn đề chưa? Đáng ra mình phải là trị của 2x không? Nhưng mà vì 2x mỗi x là 2x là dương rồi nên là bằng 2 2x. Nga hiểu không nhỉ? Đã có ạ. Rồi, đấy. Như vậy nhá, rồi thì câu số 2 là chọn ngay là đáp án. Mình luyện mấy câu rồi mình sang chủ đề thứ hai. Cho hàm số f(x) liên tục trên R, gọi S là diện tích hình phẳng. Rồi mệnh đề nào sau đây là đúng? Viết ra nháp cho thầy nha, tránh nhầm. Viết ra nháp. Quý Hiền, Phanh, ok, đúng rồi. Đúng đáp án rồi. Viết ra nháp cho thầy nha, tránh tránh bị nhầm. Rồi Hùng ok. Tường ok. Các bạn phải hiểu đây, đây là S1 này, đấy, đây là S1 này thì gọi S2 nhá. Thì cái S của mình ấy đúng là S1 có S2 không? S1 là giới hạn bởi từ -1 đến 1. Đúng không nhỉ? Nhưng mà vì đáng ra là fx nằm trên trục hoành nên sẽ là fx dx. Đúng không? Cộng S2, S2 giới hạn từ 1 đến 5. Nhưng mà vì thằng này nằm dưới trục hoành chuẩn chưa nên sẽ là -fx dx. Đấy. Vậy là nó làm gì là C. Hiểu quen cái công thức đầu tiên chưa? Nhớ là phải có một hàm số và một cái y bằng 0 và hai cận ok không nhỉ? Rồi. Thế là bài số 5 nhé. Rồi thì sang công thức tổng quát này, tổng quát. Tổng quát. Công thức đầu tiên của thầy nhé là một hàm đồ thị đường cong y bằng fx và một cái trục hoành là y bằng 0 và hai cận AB. Thì tổng quát của thầy ấy là thầy thay cái trục hoành này bằng một cái hàm khác. Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Thì tổng quát như sau, tức là nếu mà hình h của thầy nó giới hạn bởi những hình hình như sau này: y bằng fx, y bằng gx, đấy, x bằng a, x bằng b, thì khi đó diện tích hình h, công thức sh cho thầy sẽ bằng là tích phân từ A đến B của trị của fx trừ gx. Trị của fx trừ gx. Nhớ có trị tuyệt đối nha. Trị của fx trừ gx. Tích phân từ A đến B của trị fx trừ gx. Đấy. Đây. Về hình ảnh nó sẽ như thế này. Về hình ảnh các bạn vẽ qua thì hình ảnh vào nó sẽ như thế này. Đấy. Thế giả sử đây là hàm F này. Thế giả sử đây là hàm G này. Hiểu vấn đề không? Đây là vẫn là hai cận từ A đến B này. Đây là cận A này. Đây là cận B này. Đấy. Thì mình quan tâm là cái phần cần tính của mình này. Phần cần tính màu đỏ này. F là màu trắng nhé. F màu trắng. G màu vàng. Đấy. Thì mình quan tâm là cái phần cần tính của mình ý, khi mà giới hạn bởi từ A đến B nó ra cái gì. Thì các bạn nhìn hình vẽ này đúng không? Thì các bạn có thể suy ra công thức được. Tức là nó sẽ bằng là phần trên trừ phần dưới. Phần trên trừ phần dưới thì ra phần ở giữa này đúng không? Đã, kiểu như vậy. Sẽ bằng là trị của fx trừ g với hình minh họa nhé. Hình minh họa như vậy.
Ok. Rồi. Một ví dụ áp dụng ngay cái công thức này cho các bạn quan sát luôn. Ví dụ 3, tức là thầy cho hình H của thầy ấy nó giới hạn bởi gì? Là y bằng x bình trừ 2x, y bằng 4 trừ 3x, x bằng 0 và x bằng 3. Rồi. Thì theo công thức SH sẽ bằng gì? SH của thầy sẽ bằng gì? À, vì nhìn cho thầy, nó là tích phân cận nhỏ đến to, tức là tích phân từ 0 đến 3, chi tuyệt đối. Chi tuyệt đối. Lấy cái nào trừ cho nhau cũng được, tức là mình lấy x bình trừ 2x, đúng không? Rồi trừ đi mở ngoặc là 4 trừ 3x. Đấy. Đóng chị vào dx. Đến đây mình có thể rút gọn lại một chút từ Casio cũng được. Rút gọn lại sẽ là từ 0 đến 3 của chị gì? X bình cộng x trừ 4. Đúng không? Đấy. Đấy. Đến đây lại Casio cho thầy thôi. Bấm máy tính giúp thầy nào. Tích phân. Từ 0 đến 3. Chị tuyệt đối của gì nhỉ? Chị của x bình alpha x trừ 4. Đấy, đến đây mà tính cho thầy kết quả bằng 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 à, số xấu kệ nó thôi, số xấu kệ nó, tức là 9,015, hiểu chưa? Số này phân số hơi xấu kệ nó, không quan trọng, hiểu vấn đề không? Nên mình dựng bài nhé. Công thức là như vậy. Tức là cái hàm tổng quát ý, bình thường công thức đầu tiên của thầy là thành GX trùng với không đúng không? Bằng không thì tổng quát là mình thay số 0 vào một hàm khác. Nếu là hai hàm cho thầy. Ok chưa? Ok. Ở đây một cái chú ý nhỏ này để cho các bạn làm bài nhá. Thì đôi khi có những bài toán ý, mình phải phá cái chị ấy đi. Phá cái chị ấy đi. Muốn phá chị đúng không? Thì mình phải biết là cái hiệu này khi nào nó âm và khi nào nó dương thì mình mới phá chị được. Công nhận bạn thấy không nhỉ? Đấy. Thì ở đây một cái chú ý nhỏ về hình ảnh. Thông thường những bài như thế, người ta cho bạn hình ảnh. Chú ý nhỏ ở đây. Một chú ý nhỏ. Tức là gì nhỉ? Là trong đoạn AB, xét trong cái đoạn AB nhé. Trong cái đoạn AB, đồ thị cái nào nằm trên thì giá trị của nó lớn hơn. Đấy. Tức là trong các đồ thị mà nằm trên thì cái đấy lớn hơn. Ok ông mấy đứa nha. Cái nào nằm trên thì cái đấy nó lớn lớn hơn. Ok chưa? Tức là bài toán trắc nghiệm của thầy là thể phá trị đi thì mới ra được bài. Thầy lấy ví dụ ở đây này, ví dụ nha. Là cho y bằng fx, y bằng gx. Có đồ thị nhìn vẽ. Đây, kiểu như thế này này. Đây là sử, đây là fx. Được chưa nhỉ? Fx nha. Thì giả sử đây là gx. Đây là gx. Được chưa nhỉ? Giới hạn bởi x bằng a, x bằng b, x bằng c. Đấy. Câu hỏi của thầy là cái S của thầy ấy, hỏi diện tích phần màu vàng tính là gì? Hỏi diện tích
bằng bao nhiêu? Diện tích phần sọc bằng bao nhiêu? Đấy. Các bạn quan sát cho thầy nha, quan sát vẽ xong hình đi để thầy giải. Vẽ xong hình chắc thì ok để giải nha. Vẽ xong hình vào. Thế xong cái hình thì giải nha. Xong chưa? Mà thì con để cho thầy này, cái S sọc công thức tính ra là gì nhỉ? Nó sẽ là tích phân. Nhìn hai cận nhé, cận bé nhất là cận A, cận to nhất là cận C đúng không? Phải xếp bằng tích phân từ A đến C. Công thức sẽ bằng trị của gì? Trị của Fx trừ với Bx. Thì cái S sọc thực chất thì nó sẽ là S1 cộng S2 không? Đấy. S1 nó giới hạn bởi gì? Tức là thì tách tách từ A đến B này, của trị S trừ G Bx cộng tích phân từ B đến C của trị gì? S trừ G Bx. Công nhận với thầy không? Nhưng mà bây giờ nhá, bây giờ này, bây giờ mục tiêu của đề bài ấy là mình phải phá cái trị ấy đi. Thì mình được quan sát cho thầy này. À, trong khoảng từ A đến B, trong khoảng từ A đến B, thằng F nằm trên thằng G chưa? F nằm trên G, công nhận với thầy không? F nằm trên G thì tức là gì nhỉ? Tức là giá trị của F sẽ to hơn G không? Giá trị của F to hơn G, vậy F trừ G mang dấu dương, vậy cái này sẽ bằng là F trừ G. Đấy. Có hiểu không đấy? F trừ G mang dấu dương, vậy F, vậy trị của F trừ G bằng F trừ G cộng với gì nhỉ? Cộng với tích phân từ B đến C. Trong cái đoạn từ B đến C, thằng G nằm trên thằng F, G nằm trên F, vậy tức là S trừ G mang dấu âm. F trừ G mang dấu âm chưa? F trừ G mang dấu âm thì trị nó bằng trừ của nó tức là sẽ bằng gì? Sẽ bằng G trừ F. Đấy. Đấy. Xong. Đây là phá trị nhé. Mục tiêu phá trị nó chỉ có vậy. Hiểu vấn đề không mấy đứa? Ok không? Đấy, F trừ G với cả G trừ F. Ổn áp chưa? Nghe hiểu được không nhỉ? Tức là yêu cầu bài toán một số bài mình phải phá cái trị đi thì mới làm được. Phá trị của nó đi.
Quỳnh Trang nghe hiểu cái này không? Dạ, hồi hồi. Rồi. Tức là các bạn hiểu quan tâm là trong khoảng đấy cái nào lớn hơn cái nào để mình phá trị đi nhé. Phá trị đi là xong thôi. Giáp nghe ngấm được không? Vâng. Nào ví dụ câu này nhá, nghe có vẻ hơi lác đúng không? Ví dụ câu này không phải chép đề. Không phải chép đề nhá, không phải chép đề. À, trong phiếu thì có nhiều lắm. Ví dụ câu này là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường trục chéo. Nào các bạn thử tự làm 1 2 phút xem nào, kết quả là bao nhiêu? Thử tự làm đi. Thì các bạn sẽ hiểu ngay thôi. Cận người ta cho rồi, cận là từ trừ 1 đến 2. Hai hàm người ta cũng cho rồi, đấy. Theo một đáp án nào. Bài này mình phải phá trị ấy nhá, phá trị. Thử xem. Phanh chưa đúng. Tường ok. Các bạn quan sát này. Nào bây giờ Quỳnh Trang là cho mày hiểu luôn này. Quỳnh Trang ok là bật lên làm mình thấy. Nào bây giờ mình nhé. Mà nhìn cái đồ thị này ấy, đồ thị thì gọi đây là đồ thị một cho dễ gọi nhé, một và hai đi, một và hai. Mày thấy cái đường nào nằm trên đường nào? Đường Y2 nằm trên đường Y1. À, đường Y2 nằm trên đường Y1 đúng không? Vậy diện tích sẽ bằng gì nhỉ? Bằng tích phân từ bao nhiêu? Từ Tích trừ 1 phân. đến 2. Nằm trên tức là lấy cái nằm trên trừ cái nằm dưới thôi, em hiểu không? Lấy cái nằm trên trừ cái nằm dưới tức là lấy 2 trừ đi 1. Em hiểu chứ? Bình thường là phải có trị đây này, bình thường là phải có trị đúng không? Nhưng mà vì cái đường số 2 nằm trên số 1 ý, nên là 2 trừ 1 bằng số dương chưa? Để đây phá trị đi, đấy, bỏ trị đi. Thì bây giờ em có rút gọn được cho thầy không? Rút gọn được chưa? Nó sẽ bằng gì nhỉ? Tích phân từ trừ 1 đến 2 này của gì? Đường số 2 là gì em nhỉ? Trừ x bình Đường không cộng 3. Đường số 1 là gian gì? X bình x trừ bình 2x trừ 1. Thế trừ để giúp gọi lại sẽ là gì? Từ trừ 1 đến 2 của gì? Trừ 2x bình cộng hai bình 2x cộng 4. Thế với làm gì nhỉ? Là C. Ok chứ Quỳnh? À, Quỳnh Trang. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Tức là mình phải xem là cái đường nào nằm trên đường nào. Ok. Đường nào nằm trên đường nào chấm hết. Nó chỉ có vậy thôi. Hiểu hiểu vấn đề không nhà mày đứa nha, hiểu hơn chưa? Nào thế câu này nhá, thử câu này xem nào, một câu tương tự thôi, nó tương tự câu của mình thôi. Cô Nam nghe hiểu không đấy? Có Ừ. Nhật ok chưa? ok. Rồi, thế bây giờ câu này thì sao? Mình phải xem là cái đường nào nằm trên đường nào để cho hợp lý nha, mình trừ cho hợp lý. Rồi, làm thử đi. Đáp án gì? Chắc người biết.
Ra đây hết à? Hùng ra đây, các bạn khác ra làm gì? Tôi chat cho người xem nào, một phút nữa để chưa? Rồi. Nam chưa đúng. Bây giờ nhá, nhìn đồ thị. Giới hạn ở đâu? Nhìn này, giới hạn bởi trừ 1 đến 1 đúng không? Đấy. Ok chưa? Bây giờ nhìn đồ thị này. Thằng nào nằm trên thằng nào? Thằng căn nằm trên thằng parabol chưa? Vậy tích phân sẽ là gì nhỉ? Từ trừ 1 đến 1. Đúng không? Thằng căn là gì? Là trừ căn của chị x. Đấy. Trừ đi parabol tức là trừ đi x bình cộng 2. Đấy, đấy. Ok. Đúng không nhỉ? Đấy. Mới làm gì mấy đứa nhỉ? Làm gì đây? Làm gì? Đáp án đây. Mà đi hiểu vấn đề chưa? Hiểu hiểu hơn chưa nhỉ? Tức là mình cứ quan tâm là cái nào nằm trên cái nào thì mình sẽ trừ trừ đi là xong. Ok. Nhớ thầy nhá. Đấy. Nằm trên thì giá trị nó sẽ lớn hơn. Vậy trừ đi là hết. Hiểu vấn đề không nhỉ? Rồi. Thế là hai câu áp dụng nhé. Nghe này. Ví dụ 3 của thầy là thầy cho trước hai cận. Đúng không? Cho trước hai cận. Và mục tiêu các bạn là chỉ phải áp dụng công thức mà làm thôi. Vậy có câu hỏi đặt ra là gì? Là những bài thầy không cho cận thì mình sẽ xử lý như thế nào? Ví dụ như ví dụ 5 như sau. Thì phương pháp nhé. Chú ý một cái chú ý tiếp theo. Chú ý. Là khi đề bài cho à, không cho cận, không cho hai cận, không có hai cận hoặc là chỉ cho một cận hoặc là chỉ cho một cận đúng không, thì ta phải xét phương trình, phải xét phương trình fx bằng dx để tìm cận. Đấy, ok không nhỉ? Rồi, và chú ý là chỉ lấy cái nghiệm bé nhất và lớn nhất. Ok nhỉ? Chỉ lấy nghiệm bé nhất và nghiệm lớn nhất đối với trường hợp là, đối với trường hợp là gì? Là đề bài không có cận. Không cho cận này. Mình chỉ lấy nghiệm lớn nhất và nghiệm bé nhất đối với trường hợp là đề bài nó không cho cận nào nhé. Tức là mình phải đi tìm cả hai cận là như vậy. Hiểu vấn đề không nhỉ? Trong trường hợp là không có cận nào thì mình phải sẽ làm như vậy cho nó quen tay. Ok la chưa? Ổn không mấy đứa nhỉ? Rồi. Thế bây giờ mình sẽ triển khai thử nhá. Triển khai này. Ví dụ. Ví dụ 5 này. Thế cho hình H giới hạn bởi y bằng x bình cộng 3x và y bằng x trừ 3. Rồi, câu hỏi thầy tính SH bằng bao nhiêu? Tính SH bằng bao nhiêu? Vậy câu hỏi như vậy.
nào còn nhiều. Thì bây giờ quan trọng nhìn cho thầy này, bài toán này là thầy chưa có cận đúng không? Chưa có cận thì muốn tìm cận ở đâu ra thì mình phải xét phương trình. Xét phương trình là hai cái này nó bằng bằng nhau. Thì bây giờ nhá, mình sẽ xét phương trình như sau này. Xét phương trình là x bình cộng 3x đấy bằng x trừ 3. Mục tiêu thì tìm cận mà đúng không? Sorry, cho em sửa x cộng 3 nhé. X trừ 3 thì không không có giới hạn đâu. X cộng 3 như vậy đấy nhé. Sửa x cộng 3. Ok chưa? Hay tiêu đương cho thầy là gì nhỉ? Tiêu đương là gì? X bình cộng 2x trừ 3 bằng 0. Tức là mình có là gì đây? Là x cộng bao nhiêu? X bằng 1 và x bằng trừ 3. Ok. Nghiệm bé nhất là trừ 3, nghiệm lớn nhất là 1. Vậy khi đó thì hai cái này này chính là hai cái cận, hai cái này chính là hai cái cận đúng không nhỉ? Hai cận đúng không? Vậy suy ra ngay thôi công thức. Vậy SH công thức sẽ là gì? Tích phân từ trừ 3 đến 1. Vì ở đây là không có hình vẽ đúng không, nên là mình không biết cái nào lớn hơn cái nào cả. Không biết cao lớn hơn cái nào thì mình đóng đóng cái trị tuyệt đối vào, hiểu vấn đề không nhỉ? X bình cộng 3x đấy, trừ đi mở ngoặc x cộng 3 đấy. Kết quả bao nhiêu vậy đấy nhỉ? Kết quả bao nhiêu? Bấm lên là rút gọn lại cho thầy sẽ bằng gì nhỉ? Tích phân từ trừ 3 trở đến 1. Rút gọn lại sẽ là x bình cộng 2x trừ 3. Đấy. Rồi. Bấm cho thầy Casio này. Casio cho thầy. Tích phân này từ trừ 1, trừ 3 cho tới 1 của cái gì? Của trị tuyệt đối. Alpha x bình cộng 2x trừ 3 đúng không? Bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 3 2 phần 3. Ok. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Tức là những bài toán mà thầy không cho cận ấy, thì các bạn phải mất chút thời gian để các bạn đi giải giải thầy phương trình. Phương trình của nó là bao nhiêu? Hiểu vấn đề không nhỉ? Mất một tí thời gian thôi, nó không quá nhiều. Đấy là những bài mình làm bằng máy tính được, có những bài mình phải làm bằng tay thì tùy vào cái đấy. Nhưng mà nói chung là hiểu được cái bài toán này chưa? Khi mà không có cận ý, thì các bạn biết cách xử lý chưa nhỉ? Phanh D6 ổn không? Biết cách xử lý chưa? Đấy là khi mà đề bài á nó chỉ có à, không cho cận đúng không, thì mình xét phương trình ok không nhỉ? Còn có những bài mà cho một cận ấy, đề bài nó cho một cận đúng không, cho một cận thì mình cũng phải đi tìm cận còn lại. Tức là bạn có thể hiểu là muốn tính được diện tích ý, thì buộc phải có hai cận đúng không? Nếu đề bài cho thiếu cận thì mình phải đi tìm cận còn lại, ví dụ năm thế này chẳng hạn, ví dụ 6 là câu trên phanh á, không phải đổi dấu phanh ạ, câu trên dưới trục hoành không phải đổi dấu, không phải đổi dấu câu này. Tức là mày phải hiểu là công thức của mình sẽ là trị tuyệt đối, trị tuyệt đối của f trừ g đúng không? Nhưng mà cứ đúng quy tắc của thầy thôi, là cái đường nào nằm trên không quan trọng. Đây này, đường nào nằm trên thì giá trị lớn hơn, thì ví dụ như kiểu là trừ một ý, trừ một trừ đi trừ hai thì vẫn là một, vẫn là dương mà phanh, nên không phải là đổi dấu. Phải hiểu vấn đề ý thầy không? Đấy. Phải được dấu cái đấy. Nên cứ đường nào nằm trên thì giá trị của nó sẽ là mang dấu dương. Nhớ thầy như vậy. Đúng quy tắc mà làm thôi. Hiểu vấn đề chưa? Không không phải đổi dấu nhé. Mục tiêu mình phá trị mà, mình muốn phá trị đi, đấy, không quan trọng cái.
Rồi như ví dụ 6 chẳng hạn, giả sử hình H cho bởi như sau là giới hạn bởi là y bằng x bình cộng 3x y bằng x trừ 1 và x bằng trừ 2 chẳng hạn. Giả sử vậy. Đấy. Nếu đề bài người ta cho hai cận đúng không? Thì mình dùng luôn hai cận của đề bài. Còn bài này người ta chưa cho cận thì mình phải đi tìm cận còn lại. Ở bài này nhé, các bạn quan sát này. Ở bài này là thiếu một cận đúng không? Thiếu một cận. Vậy mình sẽ đi tìm cận còn lại. Kiểu gì vậy mình vẫn xét phương trình thôi. Vẫn xét cho thấy phương trình là gì nhỉ? Xét phương trình là x bình cộng 3x bằng x trừ 1. Ok không mấy đứa? Tôi đang nghe tức là gì? X bình cộng 2x cộng 1 bằng 0. Tức là các bạn giải ra nghiệm là x bằng bao nhiêu? X bằng trừ 1. Ok, nghiệm bé là trừ 2, nghiệm lớn là trừ 1. Vậy suy ra ngay SH, công thức SH. Nhớ diện tích với đồ phải dương nhé mấy đứa nhá. Sẽ bằng từ trừ 2 đến trừ 1 của trị tuyệt đối. Không biết cái nào lớn hơn thì lấy đóng trị đối vào, tức là x bình cộng 3x trừ đi x cộng 1. Đúng không? Trị vào đấy. Đấy. Rút gọn sẽ là trừ 2 đến trừ 1 của x bình cộng 2x cộng 1. Đóng trị vào cho thầy. Đấy. Ok chưa? Rồi đến đây thì mình các bạn phang thôi, tại ca siêu tiếp thôi. Có cái gì đâu. Nó sẽ là từ trừ 2 đến trừ 1. Hiểu vấn đề không? X mũ 2 cộng 2x cộng 1. Ok. Rồi kết quả sẽ là 1 phần 3. Đấy. Mới đây hiểu vấn đề chưa? Tóm cái váy lại nhá, là muốn tính được diện tích thì buộc phải có hai cận. Nếu đề bài cho thiếu cận thì mình phải đi xét phương trình. Còn nếu đủ cận rồi thì thôi. Ok. Đủ cận rồi thì thôi, mình không phải làm gì nữa. Còn thiếu cận thì mất thêm một chút thời gian là mình phải đi xét phương trình là như vậy. Tất nhiên là có những bài mình phải phá trị bằng tay, mình không thể làm bằng máy được, hiểu vấn đề không nhỉ? Thì những bài đấy mình sẽ đi tập sau. Bây giờ luyện tập cho thầy một bài tương tự nhá, trắc nghiệm. Các bạn khoanh cho thầy đáp án luôn, khoanh nào lên cho thầy nhá. Nào luyện tập một chút nào, chờ thầy một chút, thầy cắt cái đề cho mấy đứa sẽ nhìn. Nào. Ví dụ bài này nhớ nhé, là khi giải nghiệm ra ấy, khi giải nghiệm ra thì mình chỉ lấy cái cận bé nhất và cận to nhất thôi, mình không quan tâm đến cái nghiệm trung gian. Các bạn hiểu vấn đề không? Nào câu này thì sao hả mấy đứa? Đáp án là gì? Ừ, trường đúng rồi. Không phải trường đúng rồi. Các bạn khác. Đây chỉ Casio thôi mà.
Nào, ở bài này mình đã ra, mình đã khác ra chưa nhỉ? Mình xét phương trình là gì? Xét phương trình là gì đây mấy đứa? X mũ 3 trừ x bằng x trừ x mũ 2. Đúng không? Giải thôi, tức là x mũ 3 trừ x bình, à cộng x bình trừ 2x bằng 0. Các bạn vừa tính thầy nhiệm là bao nhiêu? Nhiệm là x bằng 0 này, x bằng 1 này và x bằng trừ 2 là kết quả đúng rồi. Bây giờ nhá, nghe này, thầy bảo rồi là chỉ lấy nhiệm bé nhất và nhiệm lớn nhất thôi, nhiệm trung gian không quan trọng. Thì vấn đề không nhỉ? Vậy suy ra SH diện tích nó sẽ bằng gì? Tích phân từ trừ 2 cho tới 1 của trị tuyệt đối, không biết cao lớn hơn thì mình trừ đi thôi. Lấy cái x qua trừ x trừ đi x trừ x bình đấy, đúng không? Xong tích phân từ trừ 2 cho tới 1 của trị gì? X mũ 3 cộng x bình trừ 2x. Đấy, đấy. K siêu cho thầy là bằng bao nhiêu? Đáp án A 37 phần 12. Nè. Thật ra các bạn cứ rút gọn đi, nó vẫn là phương trình trên thôi mà, đúng không? Rút là phương trình trên thôi. Hiểu vấn đề chưa? Nhưng mà thầy ghi cho đúng đúng lý thuyết thôi cho nó dễ theo dõi. Thực chất nó vẫn là phương trình trên. Đấy. Trang CH nghe hiểu được không nhỉ? Anh nghe hiểu được không? Nhớ nhất là mình chỉ quan tâm đến cận lớn nhất và cận bé nhất. Nào một bài tương tự, là đã nói bài tương tự thì các bạn cố gắng bấm nhanh luôn thầy nha. Bấm nhanh luôn thầy. Ra bao nhiêu? Bấm nhanh. Đã. Nhưng bài toán có nhiều cận hơn thì mình chỉ lấy cận to cận bé thôi. Bấm nhanh như thế đáp án nha, ra bao nhiêu? B à, các bạn ra B à? Ở đây phương trình mình xét là gì? X mũ 3 trừ 3x, không phải chép đề mấy đứa nhá. Nhưng mà thì các đành không phải chép đề nhiều, khi nào thầy bảo chép thì chép thôi. Tức là x bằng 0 và x bằng cộng trừ 2. Vậy nhiệm mình lấy sẽ nhiệm cộng trừ 2 đúng không? Ok không nhỉ? Vậy SH sẽ bằng gì? Vậy tích phân từ trừ 2 đến 2. Trị gì x có 3 trừ 4x? Đấy. Đấy, kết quả bằng 8. B hay D? 8 chứ nhỉ? Diệu xem lại xem nào, ra ra bảo tính ra 8 ấy. Ra B mà đúng không? Đấy. Hiểu vấn đề chưa mấy đứa? Ok. Đây là những bài toán nhé. Những bài toán mà người ta cho kết quả là số như thế này thì các bạn không cần quan tâm đến nhiệm trung gian, nhiệm ở giữa đúng không? Có những bài toán người ta cho kiểu như thế này thì các bạn phải phá trị cho thầy. Tức là buộc phải phá trị bằng tay cho thầy. Ví dụ kiểu này. Ví dụ người ta cho kiểu này thì lúc đấy buộc buộc mình phải làm bằng bằng tay cho thầy nhé, bằng tay. Ok chưa nhỉ? Rồi, ví dụ bài kiểu này chẳng hạn. Ví dụ cái câu này. Tùy vào đáp án mình sẽ chọn cách làm cho hợp lý, mấy hiểu vấn đề không?
Rồi. Đấy, thì ở bài này đúng không? Nghe này. Hình phẳng giới hạn bởi cái này. À, bài này nó cho hai cận vào mồm rồi, ngon ngon, phải khoái. Đúng không nhỉ? Nhưng mà công thức của mình ý, nó không phải một số. Nếu là một số thì nó chả có gì để nói chuyện cả. Hiểu vấn đề không? Nhưng công thức của mình nó là kiểu này cơ. Thì được đấy, buộc. Buộc nhá, mình phải phá trị bằng tay. Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Thì ở đây này, tổng quát cái diện tích của thầy nó sẽ bằng gì? Tích phân từ trừ 1 đến 1 của trị tuyệt đối. Lấy hai hàm trừ nhau nó sẽ là x mũ 3 trừ 3x. Đấy, đúng không? Nhưng mà quan trọng là mình phá cái trị này kiểu gì? Để phá cái trị này kiểu gì? Nhớ để ta trong phiếu cho quen nhé. Tối nay hoặc mai sẽ gửi phiếu cho mấy đứa thôi. Đấy, quan trọng là phá trị như cái này này. Mình phá trị kiểu gì? Đúng không? Thì bây giờ các bạn lập cho thầy cái bảng phá trị ở đây. Lập cái bảng xét dấu nhé. Bảng xét dấu cho thầy này. À, mình chặn đầu đi. Trục số chặn đầu bởi gì nhỉ? Mình chỉ xét trên cái đoạn từ bao nhiêu thôi. Đoạn từ trừ 1 đến 1 thôi. Đúng không mấy đứa? Nào, nhiệm cái này là gì? Cái này có nhiệm là gì nhỉ? X mũ 3 trừ 3x bằng 0, đúng không? Cái này có nhiệm là x bằng 0 và x bằng cộng trừ căn 3. Nhưng mà cộng trừ căn loại. Cái này là loại vì sao? Vì nó ngoài khoảng trừ 1 đến 1 của mình. Ở đây mình chỉ có số 0 là so sánh thôi. Chỉ có số 0 thôi. Đã. Nào, mục tiêu nhé là mình xem là cái x x mũ 3 ấy, x mũ 3 cộng 3 đúng không? Cộng trừ 3x nó dương khi nào và nó âm khi nào. Thì bây giờ trong cái khoảng này nhé, trong khoảng này thầy thử số 1 phần 2 vào, thử số 1 phần 2 vào đây, thử vào đây thì thấy nó âm, thì đang dấu thôi, nhiệm không nhiệm bởi này đang dấu bên dấu này dấu dấu dương. À vậy ở đây nhé, thầy sẽ chèn số mấy vào giữa nhỉ? Thầy muốn phá trị tuyệt đối đúng không? Phá trị tuyệt đối thì thầy phải chèn số 0 vào giữa sẽ bằng gì? Sẽ bằng từ trừ 1 đến 0 này của trị x mũ 3 này trừ 3x dx này cộng tích phân từ 0 đến 1 này của trị của x mũ 3 trừ 3x dx này. Đấy, bây giờ nhìn cho thầy nhé, nhìn cho thầy là từ trừ 1 đến 0 này, x mũ 3 trừ 3x trong cái đoạn từ trừ 1 đến 0 dấu của nó dấu dương chưa? Vậy bằng chính nó đúng không? Tiếp tục cộng với gì? Từ 0 đến 1. X mũ 3 trừ 3x trong cái khoảng từ 0 đến 1. 0, 1 là âm, vậy sẽ bằng là đối của nó sẽ là 3x trừ x mũ 3. Đấy. Vậy bạn quan sát là gì đây? Là gì? Hiểu vấn đề không? Tức là bài này mình mất công một chút là mình phải lập lập cho thầy được cái bảng giá trị để mình phá phá trị tuyệt đối đi. Tùy vào bài toán nhé, nếu đề bài toán nó cho đáp án là dạng số thì nó rất là dễ, cho bởi dạng này thì mình phức tạp hơn một chút. Hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy. Nào, mình làm nốt ví dụ. Làm nốt ví dụ 7 nhé, rồi mình sang phần khác, ví dụ 7. Hôm nay chỉ học phần 1 thôi, không học nhiều hơn. Ví dụ 7 nào. Cái này phải tính bằng tay một chút rồi, không tính bằng máy ấy. À, không tính bằng máy nữa rồi, buộc tính bằng tay cho thầy nhé, chịu khó chép chép tay cho thầy bài này một chút, chép tóm tắt thôi. Chép tóm tắt thôi nhé, chịu khó chép tay cho thầy này một chút. Thật ra chúng ta chỉ cần vẽ một cái hình minh họa này thôi mà, vẽ minh họa vào cho thầy thôi. Vẽ minh họa và cố ký hiệu và là xong.
Không đều chưa? Cái đường này là đường Lenix này, MX này. Thì bài này mình không Casio được rồi, bài này buộc phải vòng tay thôi. Hiểu vấn đề không nhỉ? Nào nó bảo là tìm K đúng không? K là bằng số chưa biết. Để S4S1 bằng S2 cộng S2 bằng 8. Ok nhá. Thì bây giờ mình có S1 này, mình phải biết là S1 nào theo Nga nào. S1 của Nga là giới hạn bởi những cái gì? Em thấy S1 thì được giới hạn tích phân từ 0 đến K Ừ, từ không đến k của cái gì? của em mũ x nhân dx ạ. Đúng rồi, tốt đấy, S2 tính bằng tay cho S2 thầy đi, sẽ tính tay luôn cái này cho bằng là nguyên hàm của em x nó là gì nhỉ? em mũ k, em mũ Em k k cận từ không đến k là bằng thay k vào sẽ là em k sẽ bằng là em mũ k trừ em mũ không, cận trên thì cận dưới nhớ tích phân không, đó. bằng em mũ k trừ mấy nhỉ, trừ một. Ok, Đó. S2 là bằng gì, S2 giới hạn bởi gì? sẽ bằng là tích phân từ của từ K đến Len len mũ 4 của em mũ len x 4 nhân dx đúng rồi, tốt. len Ok, sẽ bằng là gì nhỉ? xong rồi Em mũ x là cận bằng từ len 4 cận từ đến K k đúng không? thì sẽ bằng là bốn E mũ len 4 em mũ trừ len cho 4 à, em mũ K. rồi trừ đi em mũ k. Ok, bây giả thiết nhé, nó bảo gì nhỉ? 4S1 cộng S2 bằng 8 8 tương đương gì nhỉ? sẽ bằng là 4 nhân với cả em mũ k trừ 1 Rồi, cộng với cộng tất cả cả 4 trừ em mũ trừ đi k k bằng mấy? Bằng 8. bằng 8 ạ Hay có cái khác không? thì sẽ là 3 em mũ k 3 em mũ k bằng bằng 8 à, ạ, tức là em mũ k bằng nhiêu? tám phần ba. À, em mũ k bằng 8/3 thì k bằng nhiêu cần nhớ không? Quên rồi. Bằng len của 8/3. A Vâng. mũ u bằng b, nhớ thầy công thức logarit u xong log ab. Đã, log Vâng. e là len. Ok, chúng mày quên hết rồi nên là phải ôn lại chi tiết tin nhanh thôi. Phần hình thì sẽ cố gắng đẩy nhanh một chút để mình dành thời gian để ôn thi dưỡng kỳ nha, chúng mày quên khá nhiều rồi. Các bạn thấy ok la không, rất là dễ hiểu vấn đề không nhỉ? Tức là nó không không khó khăn gì cả, quan trọng là công thức thôi nhé. Đấy, dễ không? Phanh D6 vẫn hiểu chứ? Dung giết nghe hiểu không? Có Tức là bài này chèn cận theo đề bài thôi. S1 là giới hạn bởi từ đâu đến đâu, đơn giản như vậy thôi. Tương tự S2 của thầy là giới hạn bởi từ đâu đến đâu. Đấy, nó chỉ thế thôi, nó không hơn được. Ok mấy mấy đứa nhỉ? Mình quan tâm là nó giới hạn từ chỗ nào đến chỗ nào, chấm hết. Hiểu vấn đề chưa? Rồi, thế bây giờ mình sang chú ý tiếp theo này, một cái chú ý tiếp theo. Chú ý nhé, là diện tích nó chỉ giới hạn bởi đúng hai hàm số đấy, tức là y bằng, mình hiểu là y bằng fx, y bằng dưới, các bạn hiểu vấn đề không? Nó chỉ giới hạn đúng bởi hai hàm số thôi đấy. Nếu đề bài có ba hàm số, nếu đề bài có ba hàm số thì ta phải tách thành từng cặp một, từng cặp, quan trọng là tách như thế nào. Đấy, như chú ý là như vậy,
nhớ là diện tích của thầy nhé, định nghĩa công thức nó chỉ có hai hàm số thôi, các bạn hiểu vấn đề không? Còn nếu xuất hiện ba hàm số ấy thì các bạn buộc phải tách nó ra thành hai hàm một, hai hàm một, tức là mình phải chèn chèn cận cho hợp lý. Đấy, tách thành từng cặp một nhé. Rồi bắt đầu đến vấn đề để nói từ đây, bắt đầu đến phần khó từ đây này. Từ bắt đầu ba hàm, mấy cái trên này cho các bạn dạo đầu thôi, nó chỉ thế thôi. Bắt đầu đến phần khó từ đây. Thì lấy ví dụ 8 như sau. À, cho hình vẽ như sau. Cho hình vẽ. Đây các bạn vẽ minh họa thực hình vào nha cùng với thầy. Nhớ là hàm số là có rằng y bằng cái gì nhé, không phải x nhé, x chỉ là cận thôi. Y bằng cái gì mới là quan trọng. Giả sử vậy đấy nhá, đây là không này, đường này là fx này, đường này là gx này, y bằng không cũng là một đường mà đứa nhá, y bằng không cũng là một hàm đấy, cái cận này giới hạn bởi a, đây là không này, đây sorry là không, đây là a, cắt lên dạy b, cắt lên dạy b, rồi tính diện tích. Tính S sắc đỏ bằng bao nhiêu? Công thức tính S sắc đỏ sẽ là gì? Đấy, Fx, Gx và Y bằng 0. Biết S, cái hình của mình là giới hạn bởi ba đường Fx, Gx và Y bằng 0. Đấy, đây là ba đường như vậy. Các bạn vẽ minh họa, vẽ xong cái hình chat thì ok nhé, để giải một bài, vẽ xong hình chat cho thầy thì biết. Vẽ xong thì chat lên. Ok. Nào, quan sát nhé. Thằng này là giới hạn bởi ba hàm. Chuẩn không? Vậy tức là mình không thể áp dụng công thức ngay được rồi. Thì theo chú ý của thầy thì bảo là phải tách thành từng cặp hai hàm một, có hiểu không? Tách thành từng cặp hai hàm một ở đây nhé, mình sẽ ký hiệu nào theo mấy đứa, tách như sau này, hình vẽ này thầy sẽ gọi đây là S1 đấy, giới hạn bởi cái này màu trắng, và đây là S2 đúng không nhỉ? Thì cái S này thực chất nhé, cái S thực chất của thầy ấy, nó bằng S1 có S2 đúng không? Thì S1 của thầy nhá, S1 của thầy giới hạn bởi cái gì? Các bạn nhìn thầy này, S1 là đây là đường Fx, nó giới hạn bởi đường thẳng và hai cận 0 và cận A đúng không? Thì sẽ bằng tích phân từ bao nhiêu? Tích phân từ 0, từ 0 cho tới A của gì? Nó giới hạn bởi Fx, sẽ bằng Fx. Đấy, đúng không nhỉ? Cộng S2 là rõ ràng giới hạn bởi cái đường cong này này. Đường cong này là của Gx, trục hoành đúng không? Và hai cận từ AB, nó sẽ bằng từ A đến B của cái Gx đấy. Đấy. Thì bài toán cụ thể nhá, bài toán cụ thể người ta sẽ cho các cái hàm số này là hàm như thế nào, AB như thế nào thì mình áp dụng công thức mình tính thôi. Nghe hiểu không nhỉ? Tức là ý tưởng của thầy là các bạn phải tách tách thành từng cái hai hàm một, tách theo hai hàm một. Nó chỉ có như vậy thôi.
tách theo hai hàm một. Nhưng mà tách cho khéo léo nha, mình không phải tách ẩu được. Ok chưa? Có hiểu hiểu ý thầy không mấy đứa? Hiểu ý thầy không? Thúy Hiền nghe hiểu không nhỉ? Có. Ừ. Diệu nghe hiểu được không? Em đang xem. Nhớ là phải tách tách khéo léo để mình hình của mình ý, nó chỉ giới hạn bởi hai đường thôi. Thì cái điểm này này, các bạn quan sát thấy cái điểm này này, vì sao thì tách ở đây? Vì cái điểm này sẽ là giao của hai hàm f và g đúng không? Tách xuống thì nó chia chia đôi cái hình ra đấy, và mỗi hình của thầy ý, mỗi phần của thầy nó chỉ giới hạn bởi hai đường thôi, kiểu như vậy. Ok không nhỉ? Đấy. Bây giờ ví dụ 9 nhé, ví dụ 9 như sau. Thầy cho hình vẽ. Các bạn có thể vẽ minh họa bạn cũng được. Cho hình vẽ như thế này. Được chưa? Trong đó cái hàm số người ta định nghĩa như sau. Thằng đường màu cong này, thằng đường màu đỏ này, nó là y bằng căn của 4 chữ x bình. 4 chữ x bình. Cái đường màu đỏ nhé. Đường màu xanh này, đường màu xanh là y bằng căn 3x bình. Ok, câu hỏi của thầy là tính S đen bằng bao nhiêu? Tính S là cái S này, S bằng bao nhiêu? Nào, thử tự tính xem nào. Cái điểm A này là muốn biết nó là bao nhiêu ấy, thì các bạn phải xét phương trình là cho cái S bằng cái G nhé. Cho S bằng G, đấy các bạn xét phương trình cho thầy thôi là xong. Nào, tính thì nó phải S bằng bao nhiêu? Để cho 3 phút tính thử. Thử tính được không? Là thử xem là xấp xỉ, kết quả xấp xỉ bao nhiêu. Ở đây rõ ràng là giới hạn phải ba đường đúng không? Hai cái đường màu đỏ và một cái trục hoành là một đường đấy. Cận tối đa là cận thì không phải hai. Thì cái S thì quan trọng là phải chia ra hợp lý thôi. Mình sẽ chia nó như thế này. Là được. Chia sao cho hợp lý là được.
Nào, từ đây mình sẽ chia như sau nhá. Các bạn nhìn giao điểm chưa? Giao điểm là cái này không? Mình sẽ chia xuống cái này, lại chia xuống. Hiểu vấn đề không nhỉ? Mình quan tâm là cái hoành độ này này nó là bao nhiêu? Thì bây giờ nhá. Muốn biết là bao nhiêu thì mình phải xét phương trình cho thầy. Xét phương trình. Xét phương trình là căn của x bình bằng 4 trừ x bình căn lên. À, bình phương hai vế lên. Bình phương lên tức là mình có 3x bình 3x mũ 4 thì sao đi? 3x mũ 4 bằng 4 trừ x bình, đúng không? Hay tương đương ngay là 3x mũ 4 cộng x bình trừ 4 bằng 0. À, các bạn giải ra cho thầy x bình bằng mấy nhỉ? X bình nó sẽ bằng 1. Phương trình bằng 4 trừ phương mà. Nhưng mà nghe này, x của thầy là lấy trong cái đoạn từ 0 đến 2. Vậy suy ra x kiểu mấy thôi, x bằng 1. À, tức là cận này này, cận này của thầy nhé, cận này nó sẽ là số 1. Hiểu vấn đề không? Vậy thì sẽ tách tách cái diện tích đen ra thành hai phần nhỏ là S1 và S2. Đấy. Tách thành hai phần nhỏ nhé. Vậy mình có cái S của thầy thực chất nó bằng S1 và S2 không? S1 là giới hạn bởi cái gì mà đấy nhỉ? S1 là tích phân từ 0 đến 1. Đấy. Giới hạn bởi cái gì? Đường màu xanh và trục OX không? Nó sẽ bằng là căn 3x bình. Đấy, đấy. Cộng cái đường màu đỏ cộng S2 là giới hạn tích phân từ 1 đến 2. S2 là giới hạn bởi đường màu đỏ và hai đường màu đỏ này và trục OX không? Nó sẽ là tích phân từ gì nhỉ? Của căn của 4 trừ x bình đấy. Đấy. Đấy các bạn Casio cho thầy thôi. Casio các bạn ra làm gì nhỉ? Casio ra bao nhiêu? Và máy tính nhá, nó sẽ ra là 4 bi trừ căn 3 trên 6. Ở đây thì có đáp án của họ. Có thể để nghe. Hoặc các bạn rất xỉu bao nhiêu đấy cũng được tùy. Đấy. Mấu chốt của bài này là các bạn phải tách cho thầy, tách ra. Muốn biết cái cận cần tách là bao nhiêu á thì mình phải xét phương trình hành độ giao điểm. Các bạn hiểu vấn đề không? Xét phương trình hành độ giao điểm. Và nhớ nhá, x của thầy thuộc từ 0 cho tới tới 2. Nhớ như vậy nhé. Thế này, cận mắc là từ 0 đến 2 mà. Thì mình sẽ lấy x từ 0 đến 2. Cái chỗ phương trình này nhá, chỗ phương trình này này. Mà bạn nào không biết giải ấy, thì không sao. Mình Casio được cái phương trình này này. Cái phương trình này nhá các bạn. Bạn nào không biết giải phương trình này ấy. Này, chỗ này này. Đấy. Thì mình có thể Casio giúp thầy. Tức là như sau này, tức là căn 3x bình. Nhập cho thầy vào nhé, x bình trừ đi căn của gì nhỉ, căn của 4 trừ x bình đấy, shift zone không bằng, ok, ra nhận là mấy đây, ra nhận một đúng không đấy, tức là nhận là mình ở đây là một luôn, ok, mấy hiểu vấn đề chưa, ra nhận là một, nắm được cái này không? Có thấy gì băn khoăn nữa không nhỉ? Nói được phần này không nhỉ? Thúy Hiền ổn chứ? Vâng. Nhật ổn không? Em ổn ạ. Cô Tường ok không nhỉ? Ok. Đây là những bài toán mà mình phải chèn chèn cận. Nào, thế bây giờ làm tiếp cho thầy câu nữa nhé. Thử xem nào. Các bạn thử xem mấy câu này các bạn xử lý như thế nào. Không phải check đề nha, luyện tập. Không phải check đề. Không phải check đề cho thầy, chọn thấy đáp án đúng.
Tường giao đáp án chọn khác. Rồi, ok. Đúng rồi. Ở đây các bạn nhìn hình vẽ, cái diện tích cần tính là phần màu đỏ. Diện tích màu đỏ này, đúng không, là phần màu tính của mình. Đúng chưa? Nhưng đây mình phải chèn cận vào nhá. Giao điểm là ở đây này. Cận đây là số 1 chưa? Thế mình tách thành gì nhỉ? Cái diện tích từ chất mình sẽ tách thành từ 0 đến 1. Cộng từ 1 đến 2. 0 đến 1 là giới hạn của đường màu xanh. Đường màu xanh đúng không? Đường màu xanh tức là x của 3. Đấy. Còn từ 1 đến 2 là giới hạn màu đỏ với trục hoành, tức là x bình trừ 4x cộng 4 về đáp án gì nhỉ? Còn đây. Ok la chưa? Hiểu hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy. Nhớ thầy nhá. Nào. Thế bài này tiếp tục luyện tập hai ba bài cho thầy cho quen tay đi. Chờ thầy một chút. Mình cắt cái đấy cho nó chuẩn. Đó. Không phải chép đề về đấy nhá. Quẩy luôn ra này. Quẩy luôn. Lật ra gì đây? Ok các bạn ra gì? Ở đây giao điểm là một đúng không? Vậy tích phân là Nga, đọc cho thầy diện tích em tính là gì? Em thưa thầy, điện tích sẽ bằng là kiểu Phần bằng gì? Tích phân từ 0 đến 1 ạ. của hàm gì? Của là cái ở dưới. Đường cong với cả số x đúng không? Đường cong là gì Vâng. nhỉ? Parabol đấy thì x bình. X bình ạ. Thế x hiểu chưa? Bình Cộng. x dạ. Cộng với X cộng cả 1. tích phân từ 1 đến 2 của 2 trừ x dx ạ. Ok, vậy cái sẽ bằng gì? Bằng máy tính. Cho phần 6 à? Cộng với em bấm nó cũng không bị không ra ấy này. Mày bấm lại đi, mày bấm hẳn khoai vào, ra không ra được. Để em Không. bấm lại. Không ra tính tay chắc chắn nó ra 5 phần 6. Các bạn ra 5 phần 6 này. Đáp án A đúng rồi, 5 phần 6. Mày đóng một hoặc hẳn hoi vào, đóng hoặc phải có mở ngoặc. À, được rồi ạ. Mày chắc thiếu đóng ngoặc đúng không? Vâng ạ. Sổ rồi, thế bảo sao ra. Hiểu bài này chưa? Rồi ạ. Ok. Các bạn hiểu hơn chưa nhỉ? Đấy, quan trọng là mình phải biết đường mà lựa nhá. Nào một bài nữa nào, cũng tương tự thôi. Nốt bài này sẽ chuyển chuyển bài. Chuyển dạng. Để sao lại muốn chút bài tập thực tế. Nói chung mức 8 điểm nó chỉ tầm thế này thôi, không hơn được. Thì các bạn cứ yên tâm nhé.
À, câu này là gì? Không biết giải phương trình thì các bạn có thể bấm máy tính như thầy vừa dạy. Cái vấn đề không nhỉ? Cận mắc của mình là từ 0 đến 2. Xấp xỉ thôi mình đấy ạ. Đáp án của nó có bi 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 kệ nó thôi. Mình chỉ cần xấp xỉ thôi nhé. Mình chơi hệ xấp xỉ không sao cả. Mình là chơi hệ xấp xỉ kệ thôi. Các bạn có thể check đề cũng được, tách tách ra một chút để check đề thế nào nó nhát thì không ngủ này, nhưng mà tóm lại cũng khá là khó. Nào, ở đây giao điểm là gì nhỉ mấy đứa nha? Vẫn là giao điểm thôi, chơi có đáp án này. Mình sẽ cùng làm nhá, mình sẽ xét phương trình. Xét phương trình là gì? X bình bằng căn của 8 trừ 2x bình. Bình phương 2 về lên tức là x mũ 4 cộng 2x bình trừ 8 bằng 0. Đó chính là mình có x bình bằng mấy? X bình sẽ bằng x bình bằng 4 à. X bình bằng 2, x bình bằng 2, x bằng căn 2. Đây nhiệm căn 2 tức là số này ở đây, số này và căn 2 này. Đấy, ok. Vậy diện tích của thầy sẽ bằng tích phân từ 0 đến căn 2 cộng từ căn 2 đến 2. 0 đến căn 2 là đường màu xanh là parabol tức là x bình. Đấy, đúng không? Căn 2 đến 2 là đường màu xanh là cây, tức là căn của 8 trừ 2x bình. Đấy, ok. Các bạn đồng ý cho thầy ra bao nhiêu? Giao như nhỉ? Thì cùng bấm vào đây nhé. Căn 2 của gì nhỉ? X mũ 2. Được chưa? Cộng với cả tích phân từ căn 2. Đến 2. Của căn của gì đấy 8 trừ 2 x 2 thì vấn đề chưa thế rồi bằng bao nhiêu một phẩy bảy năm xấp xỉ b có thể xem kết quả giống nghiền không các bạn khác bao nhiêu nhỉ Thúy Anh ra b này các bạn khác bấm ra xấp xỉ b đúng không à 1,75 ok 1,75 ở đây các bạn bấm như thế bốn đáp án xấp xỉ bao nhiêu đấy xấp xỉ ra đúng không thì đáp án B tin tưởng các bạn hiểu vấn đề không nhỉ tức là bác án của họ là bằng tay nó rất là dài đúng không mình là chơi xấp xỉ nên mình thôi dẹp bằng tay cho thầy đi đỡ ngứa mắt đấy. Mình sẽ chơi hệ xấp xỉ ok nắm được cái bài toán ba hàm chưa tức là khi mà có ba hàm nhé thì các bạn phải hiểu là tách thành hai hàm một ok câu này câu khó một chút này xem các bạn tư duy được không nhé câu này câu khó câu 13 này thì sao
Câu này đấy, hình vẽ tính phần tô đậm. Ok, lát mình sẽ gặp bài toán rất này rất là nhiều, nó bài toán thực tế thôi. Các bạn nghe thầy giảng một chút bài này nhá, nghe thầy giảng này, nghe thầy giảng một chút, dừng bút nghe thầy giảng nhé. Quan sát các bạn nhìn này, nếu mà thầy chia cái là bốn cái S nhé, S1, S2, S3, S4, thì các bạn nhìn này, nhìn hình vẽ này đối xứng nhau đúng không? Hình vẽ của mình là đối xứng nhau, tức là bốn cái S này bằng nhau, tức là bốn cái S bằng nhau. Các bạn công nhận với thầy không? Nhìn hình vẽ này bốn cái S bằng nhau. Vậy bây giờ nhé, thầy chỉ cần tính một cái thôi, rồi thầy nhân bốn là xong cái gì? Tức là cái diện tích to của thầy sẽ bằng là 4 lần S1. Ok. Hiểu vấn đề chưa? Thầy xóa một cái này đi nhé. Bốn phần bằng nhau mà. Chuẩn vấn đề không? Đấy. Quỳnh Trang hiểu không nhỉ? Hiểu sao bốn phần bằng nhau không? Nó tính đối xứng, đúng không? Tính đối xứng của hình vẽ. Tức là bốn phần bằng bằng nhau. Ok. Bây giờ nhá, S1 này. S1 à, nó cho cận này này. Giới hạn bởi trừ 1, đúng không? Vậy cái S1 của thầy thực chất là gì? Nó tích phân từ 0 đến 1 cộng tích phân từ 1 đến mấy đây? Cái này mình chưa biết là bao nhiêu này. Ok, 1 đến cái gì đấy? Mình sẽ tìm sau nhé. Rồi, thì các bạn nhớ này, thằng này là phương trình đường tròn. Phương trình đường tròn, đúng không nhỉ? Vậy mình có cái tâm bán kính R bằng căn 2. Vậy cái số này của mình sẽ là số căn 2. Phương trình hình tròn mà. Ok không nhỉ? Thì bên này là bán kính bình này, cái này bằng R bình này. Hiểu vấn đề không? Vậy bán kính trước đây là căn 2 nhé. Đây là căn 2 này. Rồi ok. Từ 0 đến 1 đoạn đường màu xanh. Màu xanh này ở trên trục hoành đúng không? Nằm trên tức là x bình. Đấy. Quan trọng là màu xanh lá kề này là cái gì? Là y bằng bao nhiêu? Thì mình có này. X bình cộng y bình bằng 2. Vậy mình có y bình bằng gì? 2 chữ x bình. Đường màu xanh này nằm trên trục hoành, tức là mình chỉ lấy giá trị dương thôi. Vậy sẽ bằng gì mày đấy nhỉ? Y sẽ bằng gì? Y sẽ bằng căn của 2 chữ x bình. Đấy, cái sẽ bằng là căn 2 của căn 2 chữ x bình. Đấy. Đấy các bạn bấm cái máy tính ra bao nhiêu? Xong, chấm hết. Đấy là S1 nhé, S1. Vậy diện tích của thể S sẽ bằng là 4 lần S1. Bằng bao nhiêu? Ok. Thì gặp những bài toán này mình phải xem xét là cái tính đối xứng của nó như thế nào để mình làm cho nó nhanh. Ok chưa? Tính đối xứng như thế nào nhé? Để mình xử lý bài toán cho nó gọn. Kiểu như vậy. Đôi khi có những bài nhá, mình sẽ dùng phần bù để mình quẩy cho nó dễ, chứ mình không không ke ke là kiểu cứ tách thành hàm một rất là lâu. Thì có những bài là phần bù. Ví dụ trên nghe hiểu không mấy đứa nhỉ? Hiền nghe hiểu không Hiền? Em có ạ. Hùng nghe hiểu không? Đấy, có những ví dụ mình sẽ dùng phần bù mình làm cho dễ. Nhật ok chứ? Ví dụ câu này các bạn thử tự ngồi tính xem ra bao nhiêu nào. Thử ngồi tính này ra bao nhiêu. Bảo là thực tế chắc thì sau thì dạy cũng được. Ừ, thực tế chắc để sau đi. Để hôm sau dạy thì nó dễ dễ hơn. Chắc bài toán này thì bài toán thực tế cũng là được thôi. Hôm sau thì nói chút bài toán thực tế. Nào, bài này các bạn tự tính cho thầy ra bao nhiêu?
Nhật ra đáp án của Nhật xem là đúng hay sai đây. Ok, phần khác bài này khôn khéo ấy thì mình sẽ dùng phần bù thì nó sẽ đẹp trai hơn nhiều, khôn khéo là như vậy, để trên phần bù tất nhiên là mình vẫn tách được thôi. Nào, cái S sọc nhá, cái S sọc này, S sọc thực chất nó bằng cả S màu đỏ này. Thì sẽ dùng phần bù một chút nhá. Thực chất S sọc ấy nó sẽ bằng S màu đỏ, tức là tích phân từ bao nhiêu? Từ 0 đến 4 đúng không? S màu đỏ là giới hạn bởi hàm gì? Bởi hàm căn nick. Đấy, đúng không nhỉ? Rồi trừ đi cái tam giác vuông. Đây này. Rồi trừ đi cho thầy cái tam giác vuông. Đúng không? Tam giác vuông cạnh này là mấy? Cạnh này là 2, cạnh này cũng là 2, trừ đi diện tích tam giác vuông, tức là mình trừ đi 1 phần 2, 2 nhân 2. Hiểu vấn đề không nhỉ? Thì bấm máy tính ra bao nhiêu, bởi vì sao là 1 phần 3. Đôi khi nhá, là mình sẽ phải dùng phần bù, nhìn một cái hình vẽ ở đấy, mình dùng phần bù cho nó nhanh, chứ mình không đi tính trực tiếp nữa. Tính trực tiếp thì có vẻ hơi hơi lâu. Mới đi hiểu ý thầy không? Đã. Khôn khéo một tí nhé, khôn khéo một chút. Rồi ok chưa? Các bạn quen bài toán này chưa nhỉ? Quen cái này chưa mấy đứa? Quen thì loại ba hàm này chưa? Ừ. Nam quen chưa? Đấy, ngang quen chưa nhỉ? Rồi ạ. Ừ, ánh quen loại ba hàm ấy chưa? Rồi, thế đây mình có chú ý nhé, một cái ứng dụng nhỏ của cái tích phân này, một chú ý nhỏ. Một cái chú ý nhỏ nhé, chú ý nhỏ, cái tích phân và cái diện tích nó na ná như nhau thì bản chất của nó ấy, các bạn hiểu nhé, khi đề bài chú ý như thế này này, khi đề bài cho f(x) như hình vẽ chẳng hạn, hình vẽ như thế này chẳng hạn, đây kiểu như thế này đi, ok không? Thì giả sử đây là x bằng a này, đây là b, được chưa nhỉ? Fx ở đây, Ox, thì cái này sẽ là s1 này, s1, cả phần này sẽ là s2, đơ rồi, cả phần này sẽ là s2, đây là s3, s4, đúng không? Rồi, thì bạn nghe cho thầy nhé. Thì cái tích phân ý, thì khi đó người ta hỏi tích phân y y nhớ thầy nhé, tích phân y cận từ a đến b, nếu mà đề bài người ta cho trước những cái s như thế này, cho trước những cái diện tích đúng không, thì tích phân y cận từ a đến b ý, người ta hỏi là tính kiểu gì của f đấy, cái này nó na ná cái diện tích đúng không, diện tích thì thêm chi tuyệt đối vào thôi. Như là tích phân thì các bạn nhớ thầy nhé, khi đề bài cho tích phân ý, thì mình sẽ hiểu như sau này, sẽ bằng tổng tổng cái phần diện tích trên OX, trên OX tức là bằng tổng diện tích trên OX, trên trục OX trừ đi tổng cái diện tích dưới OX. Nếu mà người ta hỏi tích phân nhé, hỏi tích phân nhớ là tích phân chứ không phải là diện tích hình phẳng nữa. Nếu người ta hỏi diện tích hình phẳng đúng không, thì các bạn sẽ lấy tổng của bốn cái, năm cái như này,
năm cái diện tích này cộng lại với nhau. Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Như đây thầy của thầy là thầy hỏi tích tích phân đúng không? Thì sẽ bằng là tổng cái diện tích ở trên OX trừ đi tổng diện tích ở dưới OX. Cụ thể sẽ bằng gì nhỉ? Cụ thể sẽ bằng là S2 cộng S4, cụ thể cho mình vẽ này nhé. Là tổng cái phần trên OX này trừ đi phần dưới OX là S1 cộng S3 S5. Hiểu vấn đề không? Đấy, đây là cụ thể là như vậy. Tổng phần trên trừ đi tổng phần phần dưới. Mày được ok không? Đấy. Đấy là, mình phải xem câu hỏi là như thế nào để mình làm bài cho nó hợp lý là được. Rồi. Thầy lấy ví dụ như thế này nhé, như thế này cho các bạn nên theo dõi này. Các bạn chịu khó chép cho thầy cái đề này vào. Chép cho thầy cái đề vào. Ví dụ mấy rồi nhỉ? Tám, ví dụ 9. Nào, chịu khó chép thầy cái đề vào nhé. Đây hình vẽ này. Bốn đáp án luôn. Nào, ok, chờ bài thêm nghiệm. Ở bài này nhá, nó hỏi là tính tích phân này là bao nhiêu đúng không? Cho nên mình phải kết hợp với cái đổi biến hôm trước tiền dạy. Đổi biến hôm trước tiền dạy nhá. Nào. Thì các bạn nghe thấy trước một chút này, thì sẽ là T. Đặt T nhá, đặt T bằng 2x cộng 1 đúng không? Vậy mình có dx bằng dt trên 2 chưa? Đổi cận cho thầy này, đổi cận nha. Đổi cận. XT còn nhớ cái trò này không? X chạy từ trừ 3 đến 1. X bằng trừ 3 thay vào T nó là trừ 5. X là 1 nó là 3. Vậy cái y của thầy á, nó sẽ là tích phân từ từ trừ 5 cho đến 3 này. Của gì? Của 2ST cộng 1. Dx là dt trên 2. Ok. Thằng 1 tách riêng ra sẽ bằng là từ trừ 5 đến 3 của 1 dt trên 2 phần 2 dt đúng không nhỉ? Cộng với gì? Cộng với tích phân từ trừ 5 đến 3 của ft dt. Thằng này bấm máy tính với thầy nhé. Bấm máy tính sẽ là 8 chia 2 là 4 này. Ok.
Thằng này nhìn vào hình vẽ của nó cận từ trừ 5 cho tới 3. Ok, đây người ta hỏi là tích phân chứ không hỏi diện tích. Các bạn quan sát cho thầy. Vậy thầy dạy rồi. Đây này, A, B, C, D này. Ok mấy đứa? Vậy người ta hỏi tích phân đúng không? Thì thầy dạy rồi sẽ bằng lý thuyết ở trên. Sẽ bằng là tổng diện tích trên Ox trừ đi tổng diện tích trên Ox. Vậy cụ thể trong hình vẽ này sẽ bằng gì nhỉ? Nó sẽ bằng là gì? Sẽ bằng là gì đây? Phần trên là gì? Là A cộng C cộng D. Đúng không? Trừ phần dưới là trừ đi B. Hiểu vấn đề không nhỉ? Vậy nó sẽ bằng gì? Sẽ bằng là 4 cộng với gì? Thay số vào cho thầy. A người ta cho là 6. Đây này, B người ta cho là 3. À sorry, B không không B là trừ đi B. B là 3, C là 12. Tức là cộng với 12. Cộng D người ta cho là 2. Đúng không? Trừ đi B tức là trừ đi 3. Các bạn ở tính cho thầy bao nhiêu? 8 24 là 21. Vậy là D. Một bài toán ứng dụng của cái diện tích để tính tích phân nha. Tức là hỏi diện tích thì mình sẽ lấy tổng của A, B, C, D vào với nhau. Chuẩn không? Nhưng mà riêng hỏi tích phân thì mình phải là tổng về trên trừ tổng về dưới. Hiểu vấn đề không nhỉ? Tổng diện tích ở trên trừ tổng diện tích ở dưới. Ok. Anh A4 hiểu không? Ừ, đấy. Các bạn về phải luyện tập trong phiếu của thầy nhé, là ok. Nó không quá khó đâu, kết hợp luyện tập là được thôi. Quý anh nghe hiểu chứ? Ừ. Huy, nghe hiểu không Huy? Rồi, đấy về kết hợp làm bài cho thầy cho chân chu rồi cho nhé. Là không quá khó đâu, luyện tập một tí thôi. Rồi thầy chào lớp nghỉ ăn cơm. Bye bye.